Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái bệnh xảy ra trên cây xoài trong thời gian xoài ra hoa. Thì trong thời gian xoài ra hoa, nếu các bạn thăm vườn, các bạn thấy được cái hiện tượng đó là hoa xoài nó ngắn lại và nó kết lại thành những cái chùm nhỏ và hầu như phát hoa không phát triển được. Như hình ở trên đây mình minh họa các bạn thấy đó. Thì phát hoa nó sẽ cứ ngắn lại như vậy hoài thôi, nó không có kéo ra được và nó kết thành những chùm nhỏ nhỏ như vậy, giống như cái đầu lân đó. Thì mình xin phân tích về cái hiện tượng này trên cây xoài. Thì triệu chứng của hiện tượng này thì mình cũng đã chia sẻ như trên, đó là bông xoài ngắn lại kết thành chùm nhỏ không phát triển giống như đầu lân. Thì nguyên nhân phân tích của hiện tượng này thì chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là cây bị thiếu dinh dưỡng. Ở đây có thể là thiếu đa chung vi lượng axit amin enzyme hoặc là một trong những yếu tố trên. Trường hợp này thì chúng ta cũng rất là dễ phán đoán được thôi. Nếu mà triệu chứng xảy ra như trên nhưng mà chúng ta xem quan sát lá lá xoài cũng như toàn bộ tán lá, nếu tán lá xanh tốt, cây không bị bệnh hại hay côn trùng tấn công, nói chung tóm lại là cây đang phát triển tốt, thì chúng ta loại trừ ngay trường hợp này. Có nghĩa lúc này cây chúng ta đã đầy đủ dinh dưỡng rồi, không phải là thiếu dinh dưỡng. Mà thật sự ở trong thời điểm hiện tại thì mình biết là các nhà vườn cũng ngày càng chăm sóc cho vườn mình rất là tốt, nên cái trường hợp mà thiếu dinh dưỡng thì rất là hy hữu. Thì chỉ còn lại một trường hợp thứ hai thôi, đó là trường hợp rối loạn sinh lý. Thì trường hợp rối loạn sinh lý này, cái nguyên nhân chính đó là do cây xoài lúc này đang bị rối loạn các hormone trong cây. Trường hợp này xảy ra là do khi mà chúng ta xử lý xoài ra hoa thì chúng ta thường là chúng ta xử lý xoài trái vụ á, chúng ta thường là dùng hóa chất là Bac-Lobutazone. Trong cái việc mà sử dụng hóa chất Bac-Lobutazone này, nó có một điểm lợi đó là giúp chúng ta xử lý xoài ra hoa đậu quả theo ý muốn. Nhưng mà cái điểm hại đó là nếu chúng ta không tuân thủ và liều lượng, cũng giống như không hiểu được chất Bac-Lobutazone này nó tồn dư trong đất rất là lâu, vụ sau chúng ta phải sử dụng ít hơn vụ trước về liều lượng, thì chúng ta sẽ mắc phải một trường hợp, đó là chúng ta sử dụng quá liều Bac-Lobutazone. Thì chính vì nguyên nhân chúng ta sử dụng quá liều Bac-Lobutazone nên chúng ta sẽ cây xoài chúng ta sẽ có hiện tượng xảy ra, đó là phát hoa không phát triển được, chùm lại kết lại thành những chùm nhỏ như thế này. Về biện pháp xử lý thì do là cây xoài chúng ta lúc này đang bị rối loạn hormone nên chúng ta sẽ sử dụng hormone luôn để chúng ta xử lý. Thì hiện tại ở trên thị trường có một cái loại hormone nó tên là prednisone, có trong hoạt chất vitazim. Thì hormone này nó sẽ giúp cho cây giải độc và chống sốc cho cây. Thì ở đây là mẫu mã của sản phẩm vitazim có hormone prednisone. Các bạn có thể là sử dụng chai này, pha cái liều đó là 50 ml cho bình 16 lít, chúng ta phun đều lên tán lá. Cách thứ hai thì chúng ta có thể dùng vitamin B12. Vitamin B12 để giải độc và chăm sóc cho cây. Vitamin B12 hiện tại trên thị trường có hai loại, một loại dùng cho người và một loại dùng cho động vật. Thì chúng ta đều có thể sử dụng một trong hai loại để chúng ta xử lý. Chúng ta pha cái liều đó là 20 ml cho 1 lít nước. Chúng ta cũng phun đều lên tán lá, thân, cành, rễ cây để chúng ta giải độc cho cây và chăm sóc cho cây. Sau khi chúng ta sử dụng một trong hai cách trên rồi thì để phục hồi cây khoảng 7 đến 10 ngày sau thì chúng ta sử dụng một số cái loại phân bón lá hữu cơ. Các bạn nhớ nhé, hữu cơ. Chúng ta đừng nên sử dụng vô cơ trong trường hợp này. Được chiết xuất từ rong biển nè, sao biển để phục hồi cây. Ví dụ như sản phẩm Halifax, ví dụ như sản phẩm Starfit. Đây là mẫu mã của hai sản phẩm để phục hồi lại cây sau khi chúng ta đã giải độc và chống sốc cho cây thành công. Thì video mình chia sẻ và cách xử lý hiện tượng hoa xoài ngắn lại cái là hành chùm nhỏ không phát triển được. Đến đây là hết, thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.